Sáng ngày 7 tháng 12 năm 2014, tại hội trường tầng 3, nhà A, Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đã diễn ra lễ khai mạc hội thảo quốc tế Địa thông tin về phát triển không gian, cơ sở hạ tầng trái đất và các ngành khoa học liên quan với chủ đề Giáo dục địa tin học, xây dựng năng lực quản lý và phát triển đô thị thông minh. Tại buổi lễ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng cho biết, đây được xem là một niềm vinh dự lớn lao của nhà trường khi có được cơ hội hợp tác với Hội địa tin học Nhật Bản Việt Nam, Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng, Đại học thành phố Osaka, Trung tâm ASEAN Đại học Kyoto để tổ chức hội thảo khoa học có quy mô mang tầm quốc tế, thu hút nhiều giáo sư, các nhà nghiên cứu đến từ các tổ chức và các trường đại học hàng đầu về lĩnh vực địa thông tin đến tham gia. University of Dunham. We have seven times international conference on the GIS ideas, right? Yeah. But this time is a geoinformatics education is included. Yeah. This is a new point. Yes. Dunham University is very famous in ASEAN countries also. Not only ASEAN countries, but in Japan also very famous universities. Yeah. Then also, we have to make a new channel, new network between Japan and also Dunham universities, including the Dunham University of the Education on the GIS and remote sense. Dự GIS Idea 2014, hơn 130 nhà khoa học đã đem đến nhiều báo cáo về những thành tựu và kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực giáo dục địa tin học, cung cấp các giải pháp sáng tạo để tăng cường năng lực xây dựng quản lý đô thị và thành phố thông minh tại các nước ASEAN. GIS Idea 2014 tập trung vào các lĩnh vực ứng dụng hệ thống thông tin địa lý, công nghệ viễn thám, hệ thống định vị toàn cầu và ứng dụng địa tin học nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến tự nhiên, xã hội và môi trường. With people in Vietnam and also in Asia, in Asian region also, and we want to share the concept that we have to build a team. We have to work as a team because problems are too complex to be solved only by individual. Na? So if you have to make team building and sharing of technology, sharing of knowledge, that is what we want to do during this conference. Yes. Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng hội thảo, tối ngày 7 tháng 12, Trường Đại học Sư phạm đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ. Các điệu múa Chăm, những tà áo dài Việt Nam thướt tha trên sân khấu đã làm nức lòng các nhà khoa học. Đặc biệt, sân khấu chương trình còn đón nhận những màn giao lưu đầy màu sắc văn hóa từ các nước Nhật Bản, Đức, Thái Lan. Trong 3 ngày làm việc nghiêm túc và đầy khoa học, Hội thảo khoa học quốc tế GIS Idea 2014 đã kết thúc thành công vào chiều ngày 8 tháng 12 năm 2014. Tham dự buổi bế mạc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quang Sơn, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia hội thảo. Đây là lần thứ 7 hội thảo được tổ chức ở Việt Nam sau sự thành công của chuỗi các hội thảo GIS Idea được tổ chức tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng tự hào là đơn vị đăng cai thành công và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Hy vọng sau thành công của GIS Idea 2014, nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam và các nhà giáo dục đến từ các viện nghiên cứu và các trường đại học quốc tế sẽ có nhiều cơ hội để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực địa thông tin nhằm hướng đến sự phát triển bền vững trong tương lai.